Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đối với kênh YouTube của Thọ Audio Phòng nhá. Và trước khi lên phần giới thiệu sản phẩm, em cũng rất mong tất cả các bác đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông giúp em để không bỏ lỡ qua video là bên em mới nhá. Kênh YouTube Thọ Audio Phòng ạ, số điện thoại 0937481666. Vâng, ngày hôm nay thì em lại sưu tầm được vài cặp loa toàn giải siêu hiếm, siêu dị luôn với anh em luôn. Các bác nhìn cái màng của nó này, rất là đặc biệt thôi nha, rất là màu, rất là đẹp. Đấy, hàng xịn của Đài Loan, hàng bãi. Và em để nguyên chất cho các bác xem. Đấy, nguyên chất cho các bác xem để cho các bác nhìn thực tế. Đấy, ok, đã có căng, các bác nhìn chưa. Bát con này là tính ở đường kính chéo này là đúng 16.6 tròn, nhưng mà tính đường kính nhanh này là 15.5. Nhưng cái này loa này em gọi là 15.16 bởi vì tính hai chu vi ốc. Đấy, đường kính ốc. Đấy, nó hơi bầu một chút. Đấy, các bác nhìn chưa. Loa này như bác nào mà là tín đồ của nghe nhạc tí tách, nhạc vàng, nhẹ nhẹ, cà phê, cà phết ấy thì là tuyệt vời mà trời luôn. Mà giá riêng đôi này nó rất là rẻ các bác nhá. Em cho các bác xem ruột gan luôn này. Bát của nó này, củ lâm châm bảy màu đẹp luôn này. Phân tần này. Ở trong nó có một cái biến áp ở trong nhưng mà nó lặng có quán nó rơi ra các bác nhá. Loa thì các bác nhìn màng của nó thì nó quá là đặc biệt, quá đẹp. Gân dưới mọi người nhá. Gân dưới. Gân dưới chép này, xịn của Taiwan đâu nhá. Nhìn này, chép vàng óng luôn, Taiwan. Đấy, có nhìn chưa, nhìn thực tế luôn. Loa thì bao cho các bác zin toàn phần. Đấy, zin toàn phần cho các anh em luôn. Màng nó lâu lâu rất là đẹp, lâu lâu đen đen rất là đẹp, lâu đen. Đấy, có nhìn chưa. Sưu tầm được một vài cặp thôi, không có nhiều đâu các bác nhá. Không có nhiều, dòng này nó rất là hiếm. Dòng toàn giải, các bác lên nhé, loa lời dòng toàn giải rất là hiếm. Đấy, còn nó loa bình thường rất nhiều. Thì riêng tổng dòng là rất là hiếm thôi nhá. Đấy, thùng quách sạch sẽ đẹp đẽ ngon lành. Nghe tín đồ của những anh em nghe nhạc vàng tăng đi chung đi chép lên thì đôi này nó tuyệt vời không mặt trời luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, hợp lý. Sau đây cầu thì rắn là xong. Đấy, rồi chép đây. Đấy, chưa lau chùi các bác nhá, hạt còn nguyên bụi bẩn này. Đấy, trước khi đó đi em sẽ nấu cho các bác qua một chút nó đẹp. Hàng nó chung hàng nguyên chất, về để như nào để nguyên như vậy luôn. Đấy, coi nhá, con này nó hỗ trợ tiếng chung tiếng chép rất là tốt coi nhá. Tiếng chung rất là tốt, bác nào thích làm lo lời hát karaoke cũng được, nhưng mà dòng này thì nó lo lời thì nó hơi phí loa một chút. Nhưng các bác nào mà thích nghe nhạc kiểu tí tách ấy thì đôi này thì nó là tuyệt vời rồi. Nó hỗ trợ chung chép rất tốt coi nhá. Đấy, giải nó rất là rộng. Bát của nó được gọi là bát 16 coi nhá, tính theo đường kính này, bát 16. Ok. Đấy, bác nào mà lấy thì loa này mà có căng đầy đủ này em đang bán là 950.000 một đôi. Còn bác nào em có mấy đôi không căng, không căng em bán 850.000 một đôi, tất cả em bao ship hết. Đấy, có căng thì 950.000, còn không có căng thì là 850.000, tất cả em bao zin bao ship cho anh em luôn. Đấy, ok chưa anh em, bao zin bao ship cho anh em. Đấy, loa toàn giải của Đài Loan xịn luôn, hàng bãi, nguyên về nguyên đa nguyên kiện luôn. Đấy, đủ căng thì bán 950.000 bao ship, không có căng 850.000 bao ship, ok ạ. Mọi chi tiết mua hàng mọi người điện thoại trực tiếp cho số điện thoại 0937 481 666 anh em nhé.